mọi người. Mình đi trên đường của Tân Kỳ Tân Quý á, thì mình mới phát hiện nha. Và cũng như là mình xem lại trên một số trang thì cũng thấy là phát hiện cái loại cua Cà Mau này á, mình thấy là nó bán theo con á, cho nên là thấy khá là hay nên ghé là quay cho mọi người. Ở đây thì mình thấy là mấy con cua này hình như là luộc sẵn hết rồi, cho nên là nó có màu kiểu như là màu chín, là màu hơi cam mọi người. Ở đây thì cua Cà Mau 39k trên một con. Còn tôm hùm thì 39k luôn, có tôm càng thì là 20k trên một lạng. Ồ, hôm nay là bán như vậy nuôi con nha. Có thể là làm các món giống như là cua gan. Giống như là cua gan muối Hồng Kông, tôm hùm nướng phô mai, tôm càng rang me. Mình thấy là rất là rẻ. Cho nên là tiện đây là quay cho mọi người xem luôn, và kiểu như gợi ý cho mọi người một cái địa chỉ để có thể là ăn hải sản nha. Vừa hải sản Việt Grab. Thế này mình là luộc sẵn đó hả chị?
là 99.000 nè. Nhỏ nhỏ mới dai nữa hả? Nửa bàn tay của mình là 99.000. Còn lại những con to to thì 199 nè mọi người. Còn con 39 thì nhỏ hơn. Mà bữa nay thì hết rồi, chắc là cũng đắt quá. Nãy giờ thì mình đến thì cũng khá là khách đến mua. Ờ, đặc trưng ở đây là mình thấy là do là bài trí như thế này á, làm cho người ta bắt mắt. Ví dụ cua bình thường mọi người thấy là chỉ là để sống xong rồi mang, sau đó mới chế biến rồi luộc sẵn luôn, màu rất là nổi luôn. Bây giờ trời tối chứ không mà trời sáng là mình quay còn bắt mắt hơn nữa. Chị ra bên kia
càng luộc sẵn, 20 ngàn một lạng. Chị làm cho em cái này luôn đi. Yeah.